Bà con và các bạn xem lại thân mến, hơn 80% cư dân xã Mở Công huyện Tân Biên sống bằng nghề nông. Trước đây, hầu hết nông dân canh tác các loại cây trồng truyền thống như cây mía, cây mì. Gần đây, thì một số hộ đã chuyển sang trồng cây ăn quả và phát triển chăn nuôi. Nắm bắt được nhu cầu, nhiều nông dân cần vốn để mở rộng chuồng trại, tăng đàn vật nuôi. Hội nông dân xã Mỏ Công đã tạo điều kiện cho hội viên tiếp cận với quỹ hỗ trợ nông dân, ngân hàng chính sách xã hội huyện Tân Biên, vay được vốn ưu đãi nhờ nguồn vốn này nhiều hộ đã mở rộng chuồng trại phát triển chăn nuôi thu nhập ổn định trong chương trình hôm nay mời bà con và các bạn cùng theo dõi phóng sự phát triển chăn nuôi nhờ vốn vai ưu đại xem lại thân mến chương trình hôm nay đến đây là hết hẹn gặp lại bà con và các bạn ở những chương trình kỳ sau mến chào tạm biệt